Có em bé rồi. Đây là tòa nhà mới được bệnh viện đưa vào hoạt động gồm 9 tầng khang trang, mang lại nhiều trải nghiệm tích cực cho khách hàng. Bệnh viện đang đưa ra một tiêu chí để tạo ra một cái sự gần gũi bệnh nhân khi đi khám giống như ở nhà mình. Khánh Lanh thì rất là hài lòng với sự trải nghiệm của mình. Trường hợp của mình là cái trường hợp đặc biệt, micro OTC đầu tiên của bệnh viện luôn. Cho nên là khi mà thành công thì rất là vui. Khánh Lanh đang có mặt tại Labo hỗ trợ sinh sản. Đây được coi là trái tim của bệnh viện. Chúng tôi đang tiếp tục áp dụng một kỹ thuật rất mới, đó là kỹ thuật nuôi phôi bằng hệ thống than lab có kết hợp trí tuệ nhân tạo AI. Việc phát triển chuyên môn chính là một cái thế mạnh của bệnh viện, trong đó hỗ trợ sinh sản có thể coi là một trung tâm lớn trong cả nước. Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội luôn sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng mọi gia đình trong hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.